Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc, chẳng hành thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc xứ, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn giới, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc giới, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn thức giới, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn xúc, chẳng hành nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng hành các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành địa giới, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành vô minh, chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành bố thí ba la mật đa, chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp không nội, chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành chân như, chẳng hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn niệm trụ, chẳng hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành thánh đế khổ, chẳng hành thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn tịnh lự. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn vô lượng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành bốn định vô sắc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành tám giải thoát. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành tám thắng xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành chín định thứ đệ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành 10 biến xứ. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp môn giải thoát không, chẳng hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành năm loại mắt. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành sáu phép thần thông. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp môn tam ma địa, chẳng hành pháp môn đà na ni. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành 10 lực Phật, chẳng hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy chẳng hành trí nhất thiết, chẳng hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì sự tùy thuận hướng đến thâm nhập trí nhất thiết trí của đại Bồ Tát ấy, không thể tạo tác, không thể phá hoại, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không có chỗ trụ, không phương hướng, không địa vực, không số, không lượng, không đi, không đến. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế đã không số lượng, không đi, không đến, không thể nắm bắt được nên cũng không thể chứng đắc. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào sắc để chứng, chẳng thể dựa vào thọ tưởng hành thức để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào nhãn xứ để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào sắc xứ để chứng, chẳng thể dựa vào thanh hương vị xúc pháp xứ để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào nhãn giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý giới để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào nhãn thức giới để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào nhãn xúc để chứng, chẳng thể dựa vào nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra để chứng, chẳng thể dựa vào các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào địa giới để chứng, chẳng thể dựa vào thủy hỏa phong không thức giới để chứng. Này thiện hiện trí nhất thiết trí như thế chẳng thể dựa vào vô minh để chứng, chẳng thể dựa vào hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử để chứng.
Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bố thí ba la mật đa để chứng, chẳng thể dựa vào tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp không nội để chứng, chẳng thể dựa vào pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chân như để chứng, chẳng thể dựa vào pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn niệm trụ để chứng, chẳng thể dựa vào bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào thánh đế khổ để chứng, chẳng thể dựa vào thánh đế tập diệt đạo để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn tịnh lự để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn vô lượng để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào bốn định vô sắc để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám giải thoát để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào tám thắng xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào chín định thứ đệ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 10 biến xứ để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát không để chứng, chẳng thể dựa vào pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào năm loại mắt để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 6 phép thần thông để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn tam ma địa để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào pháp môn đà la ni để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào 10 lực Phật để chứng, chẳng thể dựa vào bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả dự lưu để chứng, chẳng thể dựa vào quả nhất lai bất hoàn a la hán để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào quả vị độc giác để chứng. Này thiện hiện, trí nhất thiết trí như thế, chẳng thể dựa vào trí nhất thiết để chứng, chẳng thể dựa vào trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để chứng. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc, tức là trí nhất thiết trí, thọ tưởng hành thức, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn xứ, tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sắc xứ, tức là trí nhất thiết trí, thanh hương vị xúc pháp xứ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn giới, tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sắc giới, tức là trí nhất thiết trí, thanh hương vị xúc pháp giới, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn thức giới, tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nhãn xúc, tức là trí nhất thiết trí, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, tức là trí nhất thiết trí. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, địa giới, tức là trí nhất thiết trí, thủy hỏa phong không thức giới, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, vô minh, tức là trí nhất thiết trí, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa, tức là trí nhất thiết trí, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp không nội, tức là trí nhất thiết trí, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, chân như, tức là trí nhất thiết trí, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng,
tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn niệm trụ tức là trí nhất thiết trí, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, thánh đế khổ tức là trí nhất thiết trí, thánh đế tập diệt đạo tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn tịnh lự tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn vô lượng tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, bốn định vô sắc tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, tám giải thoát tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, tám thắng xứ tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, chín định thứ đệ tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, mười biến xứ tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không tức là trí nhất thiết trí. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn tam ma địa tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, pháp môn đà la ni tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, quả dự lưu tức là trí nhất thiết trí, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, quả vị độc giác tức là trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của thọ tưởng hành thức, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của nhãn xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của sắc xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của nhãn giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của sắc giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của nhãn thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của nhãn xúc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Hoặc chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Hoặc chân như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của địa giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Hoặc chân như của thủy hỏa phong không thức giới, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của vô minh, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Hoặc chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử,
hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bố thí ba la mật đa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của pháp không nội, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của chân như, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bốn niệm trụ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của thánh đế khổ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của thánh đế tập diệt đạo, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bốn tịnh lự, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bốn vô lượng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của bốn định vô sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của tám giải khác, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của tám thắng xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của chín định thứ đệ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của mười biến xứ, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của pháp môn giải thoát không, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của năm loại mắt, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của sáu phép thần thông, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của pháp môn tam ma địa, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của pháp môn đà la ni, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Này thiện hiện, hoặc chân như của mười lực Phật, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác. Hoặc chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác.
Này thiện hiện hoặc chân như của quả dự lưu, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác, hoặc chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện hoặc chân như của quả vị độc giác, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Này thiện hiện hoặc chân như của trí nhất thiết, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác. Hoặc chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như không hai không khác.